Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nga cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu NATO hỗ trợ Ukraine tấn công lãnh thổ. Nga đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc rằng bất kỳ quốc gia NATO nào hỗ trợ Ukraine trong việc thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả trừng phạt. Cảnh báo này được Sergei Naryshkin, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài Nga, đưa ra vào ngày 20 tháng 11 trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công Nga. Ông Naryshkin cho rằng những sửa đổi gần đây trong học thuyết hạt nhân của Nga đã khiến việc đánh bại nước này trên chiến trường trở nên gần như không thể. Theo ông, Tổng thống Vladimir Putin thể hiện quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia bằng mọi phương tiện cần thiết. Điều này đã thu hẹp không gian hành động của Mỹ và NATO. Ngày 19 tháng 11, trong dấu mốc 1.000 ngày kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine bùng nổ, Kyiv đã sử dụng tên lửa ATACMS sau khi nhận được sự chấp thuận từ chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ngay sau đó, Tổng thống Putin đã phê duyệt sửa đổi học thuyết hạt nhân, hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Ông Naryshkin nhấn mạnh rằng giới chính trị quân sự phương Tây đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng trong ý định của Nga. Họ cần thận trọng hơn để tránh rơi vào một cuộc xung đột quân sự trực tiếp, điều có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Mặc dù vậy, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố không thấy lý do gì để thay đổi trạng thái hạt nhân hiện tại của Washington. Trong khi đó, phía Nga cho biết những thay đổi trong học thuyết hạt nhân đã được phương Tây tiếp nhận với thái độ thận trọng. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đường dây nóng giữa Nga và Mỹ hiện không được sử dụng, dù cả hai quốc gia có một kênh liên lạc đặc biệt dành cho các tổng thống. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ cuộc liên lạc nào diễn ra qua kênh này kể từ cuộc điện đàm gần nhất vào tháng 2 năm 2022. Căng thẳng hiện tại giữa Nga và NATO tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc xung đột mở rộng nếu các bên không kiềm chế hành động leo thang. Điện Kremlin, đường dây nóng liên lạc Nga-Mỹ hiện không được sử dụng. Hãng thông tấn TASS ngày 20 tháng 11 đưa tin, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết đường dây nóng giữa Nga và Mỹ hiện không được sử dụng. Trả lời báo giới, ông Peskov cho hay Nga và Mỹ có một kênh liên lạc được bảo vệ đặc biệt dành cho hai tổng thống với tùy chọn định dạng hội nghị trực tuyến. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có liên lạc nào được thực hiện qua kênh mới này. Theo trang web chính thức của Điện Kremlin, cuộc điện đàm mới nhất giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden diễn ra vào ngày 12 tháng 2 năm 2022. Đường dây nóng giữa Nga và Mỹ được thiết lập sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Đường dây bắt đầu hoạt động vào ngày 30 tháng 8 năm 1963. Trong chiến tranh lạnh, đường dây này được sử dụng cho các trường hợp khẩn cấp. Nhưng trong những năm gần đây, các nguyên thủ quốc gia của Nga và Mỹ đã liên lạc trực tiếp qua điện thoại khi cần thiết. Tổng thống Ukraine đề cập tới kịch bản tệ nhất trong xung đột với Liên bang Nga. Trong khi nhiều quan chức xác nhận Ukraine lần đầu tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga bằng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky, đã đề cập về kịch bản tồi tệ nhất trong xung đột với Moscow. Theo tờ Bưu điện Kiev, The Kyiv Post, ngày 20 tháng 11, nhiều hãng truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết các quan chức Mỹ xác nhận Ukraine đã sử dụng tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Liên bang Nga vào hôm 19 tháng 11. Căn cứ vào lời của hai quan chức Mỹ, đài CNN đưa tin, Ukraine đã đánh trúng một kho vũ khí của Liên bang Nga bằng tên lửa do Mỹ cung cấp. Đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được sử dụng để tấn công vượt biên giới. Các báo cáo tương tự cũng xuất hiện trên website của tổ chức truyền thông độc lập, phi lợi nhuận NPR và tờ thời báo New York, The New York Times, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Báo Bưu điện Kiev cho biết, các cuộc tấn công này diễn ra sau nhiều tháng đàm phán với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc sử dụng vũ khí nhằm vào bên trong lãnh thổ Liên bang Nga. Nhưng mãi tới ngày 17 tháng 11 vừa qua, ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng mới bật đèn xanh cho việc này. Trả lời phỏng vấn với tờ O Global của Brazil ngày 19 tháng 11, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Tây Bán Cầu, ông Brian Nichols, cho rằng việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa có thể buộc Nga phải bước vào bàn đàm phán hòa bình.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Kiev ngày 19 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không xác nhận liệu cuộc tấn công vào một kho vũ khí gần Bryansk có được thực hiện bằng tên lửa ATACMS hay không, nhưng ông khẳng định Ukraine có khả năng tấn công tầm xa và sẽ sử dụng năng lực này. Cũng trong ngày 19 tháng 11, ông Zelensky đã nói với Fox News rằng Ukraine sẽ thua trong cuộc chiến với Liên bang Nga nếu Mỹ cắt viện trợ quân sự. Cụ thể, ông Zelensky tuyên bố, nếu họ cắt viện trợ, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thua, và cho biết thêm, chúng tôi sẽ chiến đấu, chúng tôi có khả năng sản xuất nhưng không đủ để giành chiến thắng, và tôi nghĩ điều đó cũng không đủ để sống sót. Theo tờ Bưu điện Kiev, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thường xuyên chỉ trích khoản viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ mà chính quyền Joe Biden đã cung cấp cho Kiev kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhưng quá trình vận động tranh cử, ông Trump, với tư cách là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đã nhiều lần cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh nhưng không nói rõ chi tiết cách thức thực hiện. Tuần này, các đồng minh của Trump lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định của ông Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ Liên bang Nga, cáo buộc đây là một hành động leo thang nguy hiểm. Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 18 tháng 11, ông Mike Wallace, người được đề cử làm cố vấn an ninh quốc gia, nhận định đây là một bước leo thang khác và không ai biết điều này sẽ đi đến đâu. Trong khi đó, quyền giám đốc tình báo quốc gia trong chính quyền Trump 1.0, ông Richard Grenell, người từng được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ, nói rằng không ai lường trước được việc ông Joe Biden sẽ leo thang chiến tranh ở Ukraine trong thời kỳ chuyển tiếp. Điều này như thể ông ấy đang phát động một cuộc chiến hoàn toàn mới. Tuy nhiên, theo ông Grenell, bây giờ mọi thứ đã thay đổi, tất cả các tính toán trước đây đều vô giá trị và tất cả đều vì chính trị. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine nói với Fox News rằng sự đoàn kết giữa Ukraine và Mỹ là điều quan trọng nhất. Ông Zelensky cho rằng ông Trump có thể gây ảnh hưởng đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh vì ông ấy mạnh mẽ hơn ông Putin rất nhiều. Trong bối cảnh Liên bang Nga đang giành thêm lợi thế và các cuộc đàm phán ngày càng được đề cập nhiều, Ukraine lo ngại sẽ rơi vào thế bất lợi khi bàn thảo về một thỏa thuận hòa bình. Mục tiêu nào ở Nga được cho đã bị trúng tên lửa ATACMS? Các hãng thông tấn của Nga và Ukraine đưa tin rằng kho vũ khí của Moscow ở tỉnh Bryansk đã trúng tên lửa ATACMS trong đòn tấn công của Kiev rạng sáng 19 tháng 11. Ngày 19 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã phóng nhiều tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất vào tỉnh Bryansk, Nga, theo hãng thông tấn TASS. Theo bộ này, quân Moscow đã bắn hạ 5 tên lửa ATACMS bằng hệ thống phòng không S-400 và Panzer, trong khi một tên lửa khác bị hư hại và rơi xuống một địa điểm quân sự của Nga ở Bryansk, gây ra một vụ hỏa hoạn. Hãng tin RBC Ukraine cũng dẫn lời một nguồn tin giấu tên thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine cho biết Kiev đã dùng tên lửa ATACMS tấn công một cơ sở quân sự ở thành phố Karachev, Bryansk. Quả thực, lần đầu tiên tên lửa ATACMS được sử dụng để tấn công lãnh thổ Liên bang Nga. Cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào một mục tiêu ở Bryansk và cuộc tấn công hoàn toàn thành công, nguồn tin cho hay. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng xác nhận đã tấn công một cơ sở quân sự ở Karachev, song không nêu rõ vũ khí được dùng để tấn công mục tiêu này. Ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch tại Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói rằng kho vũ khí này là nơi lưu trữ đạn dược của Triều Tiên, bom dẫn đường KAB, tên lửa phòng không mà Nga đang sở hữu. Kênh tin tức Astra Nga đưa tin rằng cơ sở quân sự bị tấn công ở Bryansk chính là kho vũ khí thứ 67 của Tổng cục Pháo binh tên lửa GRAU thuộc quân đội Nga. Hai quan chức Mỹ giấu tên cũng nói với đài CNN rằng Ukraine đã bắn tên lửa ATACMS vào kho vũ khí Nga ở Bryansk rạng sáng 19 tháng 11 vừa qua. Nói thêm rằng, phía Ukraine bắn đến 8 tên lửa ATACMS qua Bryansk và phía Nga chỉ đánh chặn được 2 trong số đó. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, từ chối xác nhận hoặc phủ nhận đã dùng tên lửa ATACMS tấn công sâu vào đất Nga, theo CNN. Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng Ukraine sẽ sử dụng tất cả các khả năng tầm xa trong kho vũ khí để chiến đấu. Ukraine có UAV tầm xa do chính chúng tôi sản xuất. Chúng tôi có một tên lửa Neptune, tên lửa hành trình của Ukraine, và không chỉ một loại như vậy. Giờ đây, chúng tôi có thêm ATACMS và chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những thứ này, ông Zelensky nói.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.